Virtual Iron Flip là một tác phẩm nghệ thuật thực thụ kết hợp giữa công nghệ hiện đại và sự tinh tế của thiết kế thủ công. Với lớp vỏ bằng da đen sang trọng, sản phẩm mang lại cảm giác mềm mại và chắc chắn khi cầm trên tay. Thiết kế gập độc đáo không chỉ bảo vệ màn hình mà còn tạo nên sự khác biệt so với các điện thoại thông minh thông thường. Khung máy được làm từ các kim loại cao cấp, tạo nên vẻ ngoài đẳng cấp và bền bỉ. Mặt kính được chế tác bằng sapphire chống trầy xước, đảm bảo độ bền cao và hiển thị rõ nét. Công nghệ màn hình gập hiện đại cho phép trải nghiệm sử dụng linh hoạt, dễ dàng chuyển đổi giữa chế độ điện thoại và máy tính bảng. Với camera sau lên đến 50 megapixel và góc rộng 2 megapixel, còn camera trước 16 megapixel, hiệu năng mạnh mẽ với Snapdragon 8 thế hệ 2 con chip 5G. Điện thoại tích hợp các tính năng bảo mật bảo vệ dữ liệu cá nhân và thông tin người dùng với con chip bảo mật độc lập A5 với bộ nhớ RAM 12GB, bộ nhớ trong 512GB và bộ nhớ phân tán 10TB. Những chức năng khác như dấu vân tay bên hông, máy có loa kép, Bluetooth 5.3 và nhiều chức năng hỗ trợ người dùng khác. Virtual Iron Flip không chỉ là một chiếc điện thoại mà còn là biểu tượng của sự xa hoa. Với dịch vụ độc quyền Virtual Concierge, người dùng có thể truy cập dịch vụ trợ lý cá nhân 24/7, cung cấp sự hỗ trợ từ đặt vé máy bay, đặt chỗ nhà hàng đến các dịch vụ đặc biệt khác. Kỳ lân luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.